Chào cả nhà đến với kênh của mình nha. Thì trong video này mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cả nhà mình vẽ một chi tiết gọi là gối đỡ dẫn hướng ha. Một chi tiết này bằng gang nha mọi người. Thì nhìn vào cái chi tiết nè, chúng ta thấy có hai hình chiếu. Đó, một hình căn cứ hai chiếu này mình sẽ vẽ lại ha. Thì rồi đầu tiên mình sẽ vẽ lại đi, chia một cái phân vùng lại làm đôi. Rồi, đầu tiên mình vẽ cái hình chiếu ở dưới này trước. Thì chúng ta quan sát thấy hình chiếu này nè, nó có cái độ dài 150 và độ dài 10 ly nè. Thì mình phải nghĩ ngay đến việc là chúng mình thực hiện cái lệnh rectangle ha. Rectangle 150 10. Rồi, sau đó chúng ta thấy là có hai đường tròn nè, phi 100 và phi 70. Rồi, mình sẽ thực hiện tiếp cái lệnh draw, cái lệnh vẽ đường tròn là 100 và hai đường tròn này đồng tâm ha, và 70. Rồi mình có cái khoảng cách từ cái mặt dưới nè lên cái đường tròn là 100 nè, thì mình sẽ dựng line nè, mình bắt từ cái điểm dưới này đây, ta kéo lên là 100. Rồi dùng hình mu ha, mình hình mu thì mu cái đỉnh của cái đường tròn này nè và cái đỉnh của đường thẳng này, thì là mình đã có được. Rồi sau đó mình dùng cái hình trim nè, thì chim bỏ ha, chim bỏ đây. Đó, rồi mọi người quan sát thấy nè, chi tiết của mình nó cơ bản là giống rồi đó. Sao mình hiệu chỉnh thêm đường nét nữa cho nó giống nha. Rồi mình tiếp tục với đường tâm, đường tâm nè, giờ raw line nè, đường tâm thì đường nét đứt ha. Đó, mình sẽ lấy một kính của ngày gắn vào đây. Rồi sau đó thì mình vẽ thêm hai cái đường gập này. Ngày chúng ta quan sát cái hình chiếu trên đây thì thấy hai cái đường gập này thì cái khoảng cách của nó là 12 nha, và cái này là ngổ là 10.5. rồi mình sẽ vào draw là line nè. Rồi cái tâm con mình bắt ở đây là 12 rồi từ 12 là mình vẽ một cái đường thẳng ở đây. Rồi đường tâm ha, đây là đường tâm mà cái đây có lỗ 10.5 thì chúng ta sẽ up z nè, mỗi bên 5.25 ha. Rồi cái đường này vẫn là đường tâm nữa. Rồi hai cái chi tiết này đối xứng với nhau nè, mình thực hiện cái lệnh mirror ha, modify nè, giờ là mirror. Rồi ta mirror từng qua cái đường tâm của đường tròn nè. Rồi sau đó mình tiến hành lấy kích thước ha. Giờ dimension phần linear nè, mình lấy kích thước đầu tiên, mình lấy kích thước từ đỉnh này xuống đây 100. Rồi mình lấy kích thước của hai cái đường tròn, là phi, đây là phi 100 nè, đây là phi 70. Rồi độ dày của cái đế dưới nè là bao nhiêu, là 10 nè. Còn chiều dài là bao nhiêu? Chiều dài từ điểm này qua điểm này là 150. Rồi, ở đây mình vẽ thêm cái đường này taro nữa nè. Taro ở đây mình nhìn những hình chiếu trên đây, taro mà 10 ha. Taro mà 10 thì chúng ta sẽ sao? Hợp Z. Thì taro mà 10 thì trước tiên mình phải khoan lỗ 8.5. Xong taro lên. Rồi cái đường này cái đường thẳng bình thường. Rồi sẽ dùng mình chim nè, cắt bỏ phần thừa. Rồi giờ mình đã có được cái lỗ ta rồi ha, rồi mình được cái hình chiếu nhất rồi nè, tương đối là ở dưới đây nó bị dư nè, xóa ra. Rồi mình tiếp tục với hình chiếu thứ hai, quan sát hình chiếu thứ hai nè. Thì cái chiều dài của nó chính là cái chiều dài 150 này, và cái độ rộng, cái bề dày của nó là 100. Thì mình sẽ thực hiện một cái lệnh rectangle nè, chiều dài của nó 150, độ rộng của nó 100 nè. Rồi mình mua ra, sau khi giải xong mình mua cái này ra nè. Đó, mình mua ngay tâm ha.
Mô hình tâm thì mình vẽ một cái lệnh line từ tâm này nè, mà trên đây là sẽ mình dùng một cái lệnh mu để mình mu cái đối tượng này vào cái điểm tâm này. Rồi xong rồi, giờ line ro nè, thì từ cái đường này mình giống lên trên ha, đây một đường và đây mình có một đường nữa nè, rồi bên đây tương tự vẽ một đường, đây vẽ một đường nữa. Rồi sau mình dùng mình trim nè, dùng mình trim ha, đây modify trim, rồi trim bỏ phần thừa, trim bỏ phần thừa xong rồi. Ở đây chúng ta có hai cái đường là ngõ ra đôi mà 10 nè, thì khoảng cách là 60. Rồi đầu tiên mình vẽ cái lỗ 8,5 trước, sau đó mình vẽ một cái lỗ là 10. Rồi mình kết hợp vẽ hai đường tâm ha, cái đường tròn, sau đó mình sẽ trim một góc nè. Rồi giờ mình được một đường đầu tiên. Rồi đường thứ hai bắt từ tâm nè, và đây là khoảng cách là bao nhiêu, bên hình là cho 60 nè. Rồi mình copy nè, mỗi file mình chọn hình copy, nên mình copy ở tượng này xuống cái tượng này. Rồi sau đó như một cái tượng này nằm cái tâm ha, cái tâm giữa này ta sẽ một thẳng line ở đây, làm ta mu nè, mu hai cái này nè, mu hai cái đường này vào, thì ngay này chúng ta thấy cái đường tâm của nó nè đó, rồi mu vào khoảng cách này vào. Giờ là xong, giờ mình đã có được hai loại vị trí, hai loại taro ha. Rồi ở đây thì mình có là cái 12 và 5, thì mình phải vẽ một cách này là mình phải vẽ cái lệnh phát tâm nè, cái tâm là 12 ha, 12, 15. Rồi mình mua vào đây, mình vẽ cái này á, dùng để mình xác định vị trí của cái lỗ 10.5 này thôi, chứ không có, chứ không cái rồi ở đây mình vẽ ha, đường tròn là 10.5. rồi sau đó mình mua nè, mua cái đường tâm của nó và tâm của này là được một đường, và sau đó đường đảo xứng qua ha, mình sẽ là video nè, video đảo xứng qua. Rồi cái đường này vẽ xong mình bỏ đi, nó mình vẽ để mình xác định vị trí thôi, và sẽ đâm dùng mirror tiếp nè. Rồi cho mirror ở đây, sau đó mình lấy kích thước nè, ha, kiểm tra kích thước còn nhờ phần liner. Rồi kích thước ở đây 100 nè, rồi khoảng cách ở đây là nhiêu, 12, khoảng cách ở đây là 15. Rồi cái khoảng cách của hai cái đường này là mình sẽ kéo ở đây qua đây 70 ha. Rồi mình biết khoảng cách cái điểm này bao nhiêu, này 20 nè, và khoảng cách của hai điểm này là 60. Rồi bây giờ mình lấy kích thước của hai đường tròn nè, ở đây là 11 phải không? Rồi hiệu kính đây cho một số loại ha. Rồi mình sẽ hiệu chỉnh cái này, cái này thì chúng ta có hết 4 lỗ nè, 4 lỗ phi 10.5, chúng ta sẽ ghi ra 4 lỗ phi 10.5. rồi ở đây hai lỗ taro thì mình dẫn lấy kích thước cái đường tròn nè đó, sau đó mình edit lại nè, ed nè, enter, rồi mình hiệu chỉnh lại, mình ghi là hai lỗ taro nè, ở taro M10. Rồi dạ, coi như xong ha, mình kiểm tra kích thước lại. Rồi 15, 12, 20, 60, 70, à coi như ok. Rồi mình kiểm tra tổng quát lại, thì như vậy là mình đã vẽ xong hàng chiếu của cái gói đổi dẫn hướng này rồi ha. Rồi mình kiểm tra kích thước lại, cái biên dạng có sai sót gì hay không. Rồi nhìn chung cơ bản là ok rồi. À đây mình còn vẽ hai cái đường tâm nữa, hai đường tâm ở đây. Rồi mình sau đó mình dùng mình copy đi, rồi copy hai cái tượng này xuống ha. Rồi bên đây cũng tương tự vậy. Rồi xong.
Rồi như vậy mình vừa hướng dẫn cho mọi người vẽ cái chi tiết gói đội dẫn hướng ha. Thì mọi người có những cái thắc mắc gì thì để lại cái dòng comment bên dưới mình sẽ ra cho mọi người nha. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo.